là một buổi chiều và trời đang mưa, trời đang rất là âm mưu, mặc dù là bây giờ là mới có chưa đến 4 giờ rưỡi nữa mà trời đang thu rồi. Nãy thì có mưa rào, sau đó thì lại hết mưa. Nói chung là mưa rào thì cũng không lớn lắm, tạm tạm cũng vừa vừa. Mưa rồi không có lớn đâu, có một số người đó, họ mặc mưa nhưng mà đa phần đó, người ta không có mặc, bởi vì mưa và mưa một hai hộp thì đó thôi à. Chứ không phải vậy là mưa truyền mưa, mưa quá lớn, heo nhỏ 30 ca, họ biết heo nhỏ là heo nào, lạ thì đấy bóng bay mà gắn lên trên cục điện, ngay cái tủ điện luôn. Phụ huynh mà thấy vậy, phụ huynh cũng không dám mưa. Giao thông, giao thông. Sẽ chạy xây đường Nguyễn Trãi. Bởi vì Nguyễn Trãi thì mới có chỗ để chạy. Còn đường Trần Hưng Đạo đó chạy một cái con đường dài đó đường á, không có gì á. Mà đường Nguyễn Trãi thì giờ bán đồ ăn nhiều, mình có thể xin rồi bán quần áo này nọ, nhìn nó sẽ hay hơn so với việc mà mình chọn đi đường Trần Hưng Đạo. Ở phía trước đó là Đại học Sài Gòn, và này là mới rồi mấy rồi, xe cũng bắt đầu đông rồi, già này cũng gọi là già tan tầm rồi đó. Và là mình em họ chạy xe luôn phải thì có mấy người ba gì nên ta bắt tôi mua hai tầng một tính tiền ba gì đó. Cái xe này nó để phải mình để trái nên là mình phải nhường nó đi. Bán túi sách rồi bán cặp, bán giày, bán dép, bắt chữ, bắt điều. Bây giờ thì không có ai bán bánh trung thu nữa, biết vì sao không? Giờ là hết mùa trung thu rồi. Hôm nữa người ta bán bánh trung thu ở đó, chờ bán rồi mà không ai mua. Bây giờ là qua mùa trung thu rồi, tại bao nhiêu bánh trung thu người ta đi, người ta bỏ, người ta vứt hết luôn. Là giờ cũng không có thấy bánh trung thu nữa, và có cái chuyện này chị rác nè, chuyện này là con gái chắc liền, dùng cái tiếng là biết rồi. Ở bên đây thì có một cái cửa hàng bán chuyên về đồ cúc tư, cắt cử. Chuyên về màu hồng với lại in hình họa tiết đồ nút tư. Ở đây là phố hội của Nguyễn Trãi. Không phải về đêm mà là về chiều. Bởi vì bây giờ cũng chỉ mới về chiều thôi chứ chưa có đêm, nên là không phải về đêm. Cửa hàng quần áo thời trang Juno. Có mấy cái trường hợp đó người ta đón ta, người ta mới xong người ta đậu ra giữa đường. Bên phải thì sẽ ra đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong ngày xưa đó có phòng khám Đông Y Trung Quốc á, phòng khám Đông Y Lê Hồng Phong á. Xưa bạn gái mình quay là ở trong đó. Là mà là cái chữ mà giống như là tìm khách hàng á, tìm bệnh nhân á không? Ấy giống như là xe vậy á. Đó, ngày nào mình cũng chở cô ấy đi về, chở cô ấy đi làm. Có ngày mình chở còn có ngày cô ấy đi. Hôm nay thầy ở cái đoạn đường này có gắn khá là nhiều cái kỷ niệm. Như là chạy lên một chút xíu nữa thì đó cái cửa hàng hóa mỹ phẩm Gia Đình đó. Đó là cái nơi mà ngày xưa cô ấy đứng quầy, mấy cái quầy Vivalon gì đó. Cái gì á, cái hãng mà son môi gì của Pháp á, Vivalon. Ừ, hồi xưa cô ấy đứng ở đó, đứng ngay chỗ cái quầy hàng đó. Sắp tới mà cái cửa hàng Gia Đình đó rồi. Nhanh vô, mới đây mà đã xa nhau cũng được vài năm rồi, rất là nhanh rồi. Không thể nào mà tin được.
thời gian trôi qua giống như là chó chạy ngoài đồng, rất nhanh nhanh đến nỗi mà vứt ngờ xuống cà đây để hàng gia đình nè, ở đây nè đó, cái hàng gia đình lâu nhỉ, 40 giây đèn đỏ. Họ mặc áo mưa mà chắc là họ chạy từ ở đây quận khác ra trời mưa đó, không có một vài người họ mặc áo mưa. Hồi nãy bên đường Trần Hưng Đạo á, ở cái khúc mà bên gần tổng lạnh á thì có mưa, nhưng mà cứ xong rồi hết mưa. Nói chung là từ giờ tới tối trời cũng mưa rồi. Mùa mưa mà sao mà không mưa được, không mưa là chuyện lạ. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ là giống như là đèn đỏ thì xe máy sẽ được ô tô là được vẹo sang bên phải, mà thật sự không phải. Những cái đoạn đường mà có cái tỷ lệ hoặc là những cái bảng tự chỉ dẫn đó thì mình mới vẹo được thôi. Còn nếu như mà mình quẹo lúc mà mình đã quẹo không phải mà không có một cái điểm chỉ dẫn hoặc là một cái điểm báo nào cho mình biết đó, là được quẹo phải mà mình quẹo là mình sai luật đó, và mình sẽ bị phạt. Đó là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Đó như là ở đây nè, thấy quẹo phải được đúng không, nhưng mà thật sự ra không có quẹo được đâu. Nếu mà có giao thông mà nó bắt á, hay là mình phải chờ đèn xanh. Thank you.